Dạ vâng, xin chào quý vị, anh chị và các bạn yêu âm thanh trong và ngoài nước thân mến. Chào mừng quý vị, anh chị và các bạn trở lại với clip test âm thanh và giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng audio Nhật Bãi. Hôm nay thì em đến cửa hàng audio Nhật Bãi sẽ quay video làm clip cho các anh chị em nào có nhu cầu về các sản phẩm thì hãy chụp ảnh và gửi qua Zalo cho em, qua số Zalo Việt Nam và Nhật Bản em sẽ ghi ở dưới tiêu đề. Và mở đầu là một cặp tai noi đến từ Anh Quốc, Bikini HPD 385, để rất là cao nên em không thể quay kỹ được, nhưng mà bát của nó là bát 40 nhá. Con này của nó giá là 55 triệu, này 55 triệu tại cửa hàng này luôn nhá, chưa tính giá cước gửi, cước phí vận chuyển nữa. Và tiếp theo đây là một cặp loa Yamaha có model là LS1000 monitor, con này có giá là gần 27 triệu, còn cũng là khá đẹp nhé. Và đây tiếp theo nữa là một cặp loa Yamaha LS1000, con này có giá 30 triệu tiền Việt Nam mình tại cửa hàng này luôn ạ. Đây là một số loa sách tay này, loa giá sách ấy. Và một cặp tiếp theo đó là một loa, cặp loa BMB CM5 SS2, con này có giá hơn 26 triệu, con này còn đẹp nguyên nhá, màu thùng gỗ màu đỏ luôn, màu bánh rán đấy. Tiếp theo đây là một cặp Bose S1 và đồ, con này có giá là hơn 13 triệu. Bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp một con Ami Sansui AU D607EXT, con này có model là AU, xin mọi người nha, AU D607FXTA nha. Con này có giá 7 triệu nhé, tại cửa hàng này luôn ạ. Gần 7 triệu. Con này còn đẹp luôn, được vỏ gỗ nữa. Vỏ gỗ còn rất là đẹp luôn, bọc họ đã bọc giấy bóng cho mình rồi. Tiếp theo đây là một con đà lông PMM 1500 AE. Con này có giá là 10 triệu tại cửa hàng luôn ạ. Con này còn đẹp kính con luôn ạ. Màu phay không có tí xước nào luôn. Đây là cặp Radiotong 2S305, con này có giá 60 triệu này. Chắc nặng lắm mà cũng chả mang về được đâu anh em ạ. Nặng lắm. Con này chắc là tầm 70-80 cân một cái đấy, nhưng mà một cặp thì nó 70-80 cân một cái luôn, bò quá mọi người. Và tiếp theo đây là một con Pau có model là MALK 3CLM, con này có giá 22 triệu. Con này sản xuất từ đâu thì em không biết, nhưng mà nặng lắm mọi người. Tiếp theo đây là một con Nukman là 504, con này có giá 11 triệu. Con này là vỏ gỗ nhá, còn rất là đẹp. Quay sang sau mọi người cùng xem. Tiếp theo đây là một con Yamaha A9, con này có giá là 10 triệu nhé,
có màu đen là A9 nhé. Còn này là mặt phay nhôm. Giờ tiếp theo đây là một con áo phu phây, có mô đen là T103, con này có giá là 12 triệu. Con này cũng còn đẹp lắm mọi người ạ. Anh em nào có nhu cầu thì nhấc em nó về. À, phu phây ạ. Và tiếp theo đây là một con trầm Yamaha, có mô đen của nó là FVK300, này có giá xuất xưởng nó là 10 triệu này, và bây giờ nó bán còn có 5 triệu này, trừ 5 triệu. Và tiếp theo đây là một cặp loa đến từ Anh Quốc, KEIF, có mô đen là 104, con này có giá là hơn 13 triệu nhé. Cặp loa này trùng sơ di luôn, nó bọc kín lắm nên là cho em không thể mở ấy căng cho mọi người xem được. Mọi người muốn xem thì hãy tra cái mã này vào mạng Google thì sẽ biết được bên trong nó như thế nào nhá. Hiện tại giờ nó dán bằng dính nha, vẫn bằng phần dây bóng, em không tháo ra được. Và tiếp theo đây là một con Pau của Afufei T20, con này có giá xuất xưởng là 40 triệu, hiện tại bây giờ nó bán là còn có 20 triệu nhé. Con này rất là đẹp. Nặng lắm, quay đằng sau cho mọi người xem. À, nếu quay thôi. Rất là đẹp. Còn đẹp lắm mọi người. Nó không quay để nguyên họ. Và tiếp theo là một con núp man này, có mô đen là N400, con này có giá là 6 triệu tại cửa hàng này. Và anh em nào xem video thì em hãy cho em một like và một lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn. Đây là một cặp loa rất là to và cao. Có mô con này có tên là POZAK. Có mô đen của nó là P4000A Moric. Con này có giá là 100 triệu tiền Việt Nam mình nhé. Trông như một cái tủ quần áo luôn. Rất là to mọi người ạ. Và đây là một số nobot này. 101 mm nhá. Con này có giá tại xưởng tại cửa hàng này là gần 3 triệu một cặp nhé. Và tiếp theo là một cặp loa Yamaha là F1000 monitor, con này có giá là 18 gần 20 triệu này. Cặp loa là gần 20 triệu này. Và đây là một cặp loa Victor rất là cao to, có mô đen là SXC7 SXVK7, này có giá 12 triệu này. Rất là cao to. Và em xin dừng video tại đây. Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Và quý vị anh chị là các bạn nào có nhu cầu về các sản phẩm thì hãy chụp ảnh cho em và gửi qua Zalo, em sẽ ghi dưới tiêu đề. À, số Zalo bên Việt Nam và số Zalo bên Nhật em sẽ ghi dưới tiêu đề nhé. Và các bác anh chị nào xem video của em hãy cho em một like và một lượt đăng ký kênh.
Vâng, xin chào quý vị chị và các bạn, hẹn các quý vị chị và các bạn ở video tiếp theo. Vâng, xin chào quý vị chị và các bạn.